Chuyên mục Alo NTV kết nối gần đây nhận được ý kiến phản ánh của người dân về trường hợp một số hộ dân sinh sống ở xóm Xuân Trung, xã Nghi Đức tự ý lấn mở lối đi trên đất quy hoạch thuộc dự án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị tái định cư tại xã Nghi Đức, thành phố Vinh. Những vi phạm này xảy ra mấy năm nay nhưng chính quyền sở tại lại dường như không biết. Phóng viên chuyên mục đã trực tiếp tìm hiểu sự việc. Trước kia, những hộ dân nơi đây đều có cổng đi chung bởi những con ngõ phía trước. Nhưng gần đây, khi đất ruộng bị lấp, nhường chỗ cho dự án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị, chia lô đất ở đấu giá và tái định cư tại xã Nghi Đức, thành phố Vinh, thì hộ ông Đàm Ngọc Hưng và Phạm Mạnh Cường đã tự san đổ nền đường, mở lối đi mới này. Ông này, ông mua đất thì trước đây là cái nhà là đi cái đường này, nhưng mà cái đường ngoài đó là không có đường, là ra dự án là không có đường. Cái nhà kế tiếp đây này là cũng trước đây cũng đi con đường xuống dưới kia, nhưng bây giờ là cũng mở đường đi ra ngoài dự án luôn. Theo quy định thì mọi hành vi tự ý đắp trổ lối đi riêng trên phần đất không thuộc quyền sở hữu đều vi phạm pháp luật. Người dân băn khoăn về trường hợp những hộ ở xóm Xuân Trung phạm vào đất dự án đang quy hoạch chia lô, nhưng chính quyền xã Nghi Đức, thành phố Vinh lại không xử lý. Trước đây là tôi đã ở trên, tôi làm cái thân phơi trên cái ổ đất là bị là xả xử phạt tôi là 4 triệu, nhưng mà ở dưới xóm Xuân Trung này có mấy cái nhà đó nè, tôi cũng hiểu rằng ở, nhưng mà họ mở con đường bê tông đi qua dự án, đường cũ họ không đi, tôi cũng đang băn khoăn cái chuyện đó, nó họ không bị xử phạt là đang. Được biết khu vực này nằm trong dự án chia lô đất ở đấu giá và tái định cư tại xã Nghi Đức, có tổng diện tích khoảng 18 hectare, do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Vinh làm chủ đầu tư. Mục tiêu nhằm khai thác quỹ đất tạo nguồn thu cho ngân sách, đáp ứng nhu cầu về đất ở. Và theo dự kiến, nơi đây sẽ mở một con đường rộng 18 mét, dài hơn 2 km. Phần đường quy hoạch 18 mét này có lấy đất của các hộ dân này để mở rộng đường. Sau đó thì ở trên các hộ này thì làm đường, làm nhà. Thì họ có tính như phần tương lai thì mở cái lối tạm đi phía trước đó, cái này thì các cô cũng là mở lối đi tạm thôi, cũng không phải là bảo vệ lấn chiếm đất. Trên thực tế, sai phạm của hai hộ dân xóm Xuân Trung, xã Nghi Đức đã quá rõ, do sự tùy tiện đắp trổ ngõ mới trên phần đất công, không thể vin vào việc nghe nói có dự án mà được phép lấn đất làm đường trước, bởi dự án quy hoạch đấu giá đất ở và tái định cư tại khu vực này có thể sẽ được thành phố Vinh điều chỉnh. Hiện tại trên bản đồ địa chính của thành phố Vinh thì phần đất bị lấn chiếm bồi đắp là đất chung. Nếu chính quyền không có biện pháp ngăn chặn vi phạm thì sẽ nảy sinh hệ lụy phức tạp về sau. Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 57 37 37 khi có thông tin cần phản ánh.